Nền giáo dục Nhật Bản là một nền giáo dục vô cùng tiên tiến và nghiêm khắc, được cả thế giới công nhận, xứng đáng là nền giáo dục đứng thứ ba trên thế giới. Thế nhưng, bên cạnh đó, một số khía cạnh của hệ thống giáo dục Nhật Bản lại có những điểm khác thường khiến cho chúng ta rất đỗi ngạc nhiên. Mời bạn đến với video 10 điều khác thường ở trường học Nhật Bản khiến nhiều người bất ngờ. Số 10. Giáo viên không được đuổi học sinh ra khỏi lớp. Điều 26 trong Hiến pháp Nhật Bản quy định tất cả mọi người đều có quyền được thụ hưởng giáo dục một cách bình đẳng. Do đó, nếu giáo viên Nhật bực bội trước một học sinh nghịch ngợm hay quậy phá, thường họ sẽ bình tĩnh và cố gắng kiên nhẫn hoàn thành hết buổi học. Số 9. Bữa trưa giống nhau và học sinh tự phục vụ. Một điều thú vị của các trường công ở Nhật là học sinh đều có bữa trưa y hệt nhau. Toàn thể học sinh cùng ăn những loại thức ăn giống nhau và phải hoàn thành bữa ăn trong một khoảng thời gian quy định. Hầu hết các trường học công lập ở Nhật không có căng tin nên học sinh không có cơ hội mua những thức ăn khác. Tuy nhiên, trong một số dịp đặc biệt, học sinh có thể được phép mang theo thức ăn từ nhà và theo sự hướng dẫn của nhà trường. Học sinh Nhật Bản sẽ thay phiên nhau phục vụ bữa trưa cho các bạn học. Nhóm phục vụ sẽ có trang phục nhà bếp gồm áo tròn, mũ trắng. Sau bữa ăn, mọi người có trách nhiệm dọn dẹp và đổ thức ăn thừa vào thùng. Tất cả đều được giáo viên giám sát. Số 8. Thầy cô và học sinh cùng ăn trong lớp. Nhiều quốc gia cấm học sinh ăn uống trong lớp học bất kể thời gian. Thế nhưng học sinh Nhật Bản lại ăn trưa trong lớp học. Bàn ghế được xếp lại với nhau để nhiều người có thể cùng ngồi chung. Cách này giúp trẻ gắn kết với nhau tốt hơn. Số 7. Học sinh không bị ở lại lớp dù điểm thấp. Ở Nhật Bản, học sinh có thể trượt ở các bài kiểm tra nhưng vẫn lên lớp và có mặt ở buổi lễ tốt nghiệp. Điểm số chỉ quan trọng khi xét tuyển vào trung học và đại học. Số 6. Học sinh cũng là lao công. Các trường Nhật Bản hầu như không có người lao công. Học sinh phải tự làm vệ sinh lớp học, khuôn viên trường và cả nhà vệ sinh. Các trường đều dành một khoảng thời gian nhất định để làm vệ sinh mỗi ngày. Không chỉ học sinh mà cả thầy cô, hiệu trưởng đều làm vệ sinh. Không có trường hợp ngoại lệ, ai cũng được phân công và giữ gìn vệ sinh chung. Số 5. Gần như không có kỳ nghỉ hè. Giáo viên Nhật hầu như cũng chỉ được nghỉ ngơi vào những ngày lễ quốc gia. Vào kỳ nghỉ hè, họ vẫn phải hoàn thành các trách nhiệm của mình ở trường. Tại các trường trung học, học sinh thường là thành viên của một câu lạc bộ nào đó, thường do giáo viên điều phối. Khi nghỉ hè, các em vẫn tham gia câu lạc bộ cũng như rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Học sinh cũng được giao bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè. Số 4. Mang đôi giày khác khi bước vào lớp học. Các trường học Nhật yêu cầu học sinh phải mang một đôi giày riêng khi đi vào lớp học nhằm giữ sạch sẽ và ngăn bụi bẩn từ bên ngoài. Các túi đựng sách vở được nhà trường cung cấp và hoàn toàn giống nhau, có logo của trường. Chúng được may vào các đường sọc phản quang để tránh tai nạn giao thông khi học sinh tự đạp xe về nhà vào chiều tối. Số 3. Chơi thể thao trước và sau giờ học. Học sinh thường tham gia các câu lạc bộ thể thao ở trường vào thời điểm trước và sau giờ học. Vì vậy các em phải dậy sớm, về muộn và hoạt động thể chất thường xuyên. Do đó điều này đòi hỏi tinh thần kiên trì, quyết tâm của mọi người. Số 2. Trang thiết bị học tập không hiện đại. Mặc dù Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng về công nghệ hiện đại, nhưng trường học của họ không có nhiều thiết bị hiện đại. Các tài liệu giảng dạy hầu hết vẫn là truyền thống, không phải sách điện tử mà chủ yếu vẫn là sách giáo kho. Họ ít sử dụng máy điều hòa, chủ yếu dùng quạt điện để tiết kiệm năng lượng. Gần đây, những thành tựu công nghệ đang dần được áp dụng ở một số trường học của Nhật. Số 1. Thầy cô cảm tâm cho học sinh ngủ gục. Mỗi ngày, học sinh Nhật phải hoàn thành rất nhiều việc. Ngoài giờ học trên lớp, học sinh còn phải tham gia các hoạt động trước và sau giờ học. Làm bài tập về nhà, một số phải đến các trung tâm luyện thi nên có ít thời gian để nghỉ ngơi. Điều này có thể khiến một số học sinh hay ngủ gục trong lớp. Thế nhưng, giáo viên chỉ nhắc nhở một hay hai lần rồi thôi, không hề có trách mắng hay xử phạt. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu thấy hay, thì mời các bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.